Chủ đề hôm nay sẽ là phiên bản bạn sẽ trở thành trong tương lai. Video này là video chọn tụ bài và các bạn sẽ chọn hai nhân vật, một nhân vật màu đen và nhân vật màu trắng. Hai nhân vật này các bạn lựa chọn phù hợp với năng lượng của mình. Và sau đây mình sẽ đếm từ 3 tới 1 các bạn chọn ha. 3, 2, 1. Xin lưu ý, đã chọn rồi sẽ không đổi các bạn ha. Và mình chỉ nói theo những điều cần nói, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Và sau đây mình sẽ lấy trải bài của hai nhân vật này. Và xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Bản thân chúng ta ai cũng muốn biết được là phiên bản của mình ở trong tương lai là gì, là tốt hay xấu, và chúng ta sẽ có điều gì bất ngờ về chuyện tình yêu cũng như công danh sự nghiệp. Bạn sẽ là ai, phát triển trên con đường nào? Và sau đây chúng ta sẽ biết được qua từng tụ bài. Và mình sẽ lấy ngẫu nhiên tất cả các tụ bài luôn. Đầu tiên xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn màu đen. Ở đây cái lá bài chính tiền đại diện cho năng lượng. Bạn ở phiên bản trong tương lai là ai? Và cho thấy phiên bản của bạn ở trong tương lai là một người rất thành công trong công việc của mình. Bạn đã nỗ lực rất nhiều, bạn rất sang trọng ở trong tương lai. Bản thân bạn và các bạn sống trong một ngôi nhà rất là khang trang, có vườn cây xung quanh, có tiền nè, rất là đẹp luôn. Ở trong giai đoạn phía trước cuộc đời, bạn sẽ rất trở nên rất tự tin, độc lập và tự lập. Mà cái việc này, nếu như thời điểm này bạn thực sự làm việc chăm chỉ, và đương nhiên chắc chắn bạn sẽ tận hưởng được cái sự giàu có, thư giãn và tiện nghi vật chất là điều bạn sẽ có được. Nhưng trước mắt, khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống của bạn vẫn còn, nó chưa kết thúc. Do đó, để có được cái cảm giác an toàn và tự do này thì chúng ta cần phải cố gắng rất là nhiều. Bởi vì bản thân mình nên ca ngợi những cái khó khăn vất vả này đi. Bởi vì tất cả những cái bài học bạn trải qua trên con đường mình đi chính là cái thử thách giúp cho bạn hiểu được giá trị mình nằm ở đâu, bản thân mình thành công đến từ đâu, và biết được để được đến ngày hôm nay, ngày hôm sau nữa. Chính những cái khó khăn này sẽ cho bạn thấy là những cái dự định của mình sẽ được thực hiện như thế nào ở trong tương lai. Và lá bài cũng mong muốn bạn phải biết được rằng tất cả trong cuộc đời này chúng ta rất cần những mối quan hệ xung quanh, và mối quan hệ này sẽ giúp cho bạn phát triển cực kỳ nhiều luôn trong quá trình mình phát triển trong cuộc sống này. Bản thân nếu các bạn không có mối quan hệ thì các bạn khó làm ăn lắm. Do đó, cái vấn đề giao tiếp, giữ mối liên hệ với những người xung quanh là các điều bạn cần phải nên làm. Và bởi vì trong tương lai, cuộc sống của bạn rất là tử tế với bạn luôn. Do đó, bạn sẽ có chuyện tình cảm, nó sẽ không là gì với các bạn hết. Bạn coi rất bình thường rồi. Bạn có thể đánh giá cao những gì bạn có hơn là cái người yêu, bởi vì bạn biết là mình hấp dẫn chỗ nào. Bây giờ chỉ có người ta theo mình thôi, chứ không ai mà mình theo người ta nữa. Bản thân bạn biết rằng cái người này muốn bước vào cuộc đời mình đó là phải đóng góp hạnh phúc, chứ không phải lấy đi hạnh phúc của bạn. Chính bản thân bạn thấy rằng bạn cần người có thành tích, có sự nghiệp và có sự quan tâm thực sự đến bạn, chứ không phải là một mối quan hệ bạn hy sinh quá nhiều. Ở đây bạn biết được rằng mối quan hệ này phải là sự kết hợp lành mạnh, độc lập và tạo giá trị cho nhau. Thực sự bạn đã trưởng thành rất là nhiều ở trong tương lai nha các bạn. Về công danh sự nghiệp, bạn sẽ có thành tựu trong sự nghiệp, bạn được khen thưởng tương ứng, giàu có thành công. Trời ơi, sao nghe ganh tị với các bạn quá các bạn ơi. Tiếp theo mình xin lấy thông điệp tình yêu, xem thử là tình yêu của bạn trong tương lai nó sẽ như thế nào ha. Thật sự cái sự chăm chỉ của bạn đã được đền đáp rồi. Những cố gắng chúng ta đã được đền đáp ở trong tương lai, các bạn cố lên. Mình sắp tới khúc đó rồi nha các bạn. Và thông điệp vũ trụ muốn gửi các bạn là honeymoon từng trăng mặt. Trời ơi, chuyện tình cảm cũng đẹp quá vậy ta. Các bạn sẽ trải qua một từng trăng mặt sau kết hôn ở trong tương lai. Đây là cái khoảng thời gian mà bạn và người yêu của bạn sẽ thư giãn, sẽ đám cưới. Bởi vì một cái kỷ niệm tình yêu thì một cam kết phải có một cái tuần lễ honeymoon các bạn. Cái tuần lễ này sẽ giúp cho các bạn có một đời sống mới của những cặp vợ chồng, để chúng ta có thể hòa hợp trong việc 18 cộng, tìm hiểu cái đặc biệt là chúng ta, những gì mà chúng ta chưa từng làm trước đây á, thì honeymoon thì chúng ta sẽ làm với nhau.
Một điều là giúp cho các bạn thiết lập ra một giai điệu tích cực cho mối quan hệ. Khi mà các bạn tận hưởng cái giai đoạn từng trăng mật này á, là các bạn cùng nhau trải nghiệm đời sống vợ chồng nè, cùng nhau nhìn thế giới theo một cách là hai người sẽ đóng vai trò nhắc nhở lẫn nhau trong mối quan hệ. Và kế tiếp mình sẽ xin thêm một thông điệp: bản thân của bạn ở trong tương lai sẽ nhắc nhở các bạn điều gì, để giống như là người ở tương lai nhắc nhở người hiện tại điều gì ha. Xin kết nối năng lượng với người tương lai, và đây là câu mà họ muốn nhắc nhở với các bạn, là chính bạn nhắc nhở mình đó. Và bạn ở tương lai đã nói với bạn rằng bạn đã thực sự rất là ổn hơn khi bạn sử dụng tâm trí của mình so với việc sống với cảm xúc bởi trái tim hồi xưa. Chứng tỏ một con người không còn lụy tình, một con người thực sự trưởng thành về mặt cảm xúc, một con người biết điều khiển cảm xúc và sống bằng lý trí để biết đâu là thế mạnh cũng như biết giá trị của mình là gì. Xin chúc mừng các bạn. Nhưng mà qua cái này, mình cũng hy vọng là các bạn cũng đừng sống lý trí quá, bởi vì các bạn phải thử nghiệm cả hai luôn, xem xét kết quả cái nào đúng hơn. Chúng ta không thể sống lý trí quá rồi bỏ mất cảm xúc cũng không hay. Điều này mình nên là linh hoạt trong cách mình tiếp cận các tình huống khác nhau ha. Bởi vì những người nào mình cần tình cảm, người nào mình lý trí thì lý trí. Lúc đó bạn sẽ thấy là niềm đam mê, niềm vui thực sự thỏa mãn đối với các bạn. Và mình xin kết thúc để bài ở đây. Xin chúc mừng các bạn đã chọn tụ trái tim màu đen. Các bạn thực sự có tương lai tươi sáng, biết làm chủ cảm xúc của mình. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn màu trắng. Và ở đây lá bài ba gậy đại diện cho năng lượng các bạn. Phiên bản của bạn trong tương lai là gì? Bạn sẽ ra sao? Có thể trong thời gian sắp tới, mọi chuyện cũng chưa được suôn sẻ với bạn lắm. Nhưng mà thực sự ở giai đoạn sắp tới, bạn sẽ lên kế hoạch và chuẩn bị kế hoạch cho tương lai của mình với một cái niềm tin chắc chắn hơn so với hồi xưa. Hồi trước bạn không có kế hoạch gì hết, bạn để cho cuộc sống mình quá mông lung. Thì trong tương lai thì mọi thứ sẽ được kế hoạch rất là theo kế hoạch của bạn, và mọi việc sẽ diễn ra rất là suôn sẻ, bởi vì mình biết dành thời gian mình lên kế hoạch cho tương lai của mình, chứ mình không có bỏ phế như hồi bữa giờ nữa. Bởi vì mình biết là mình phải làm từng bước, cái bước nào để mình biến cái ước mơ mình trở thành sự thật. Và các bạn đang trên đà mà tạo cho mình một cái nền tảng ổn định cho bản thân của mình. Cái lúc này mà bạn sẽ thấy là tất cả những cơ hội đến các bạn, giúp cho các bạn mở rộng tầm nhìn của mình trong tất cả các lĩnh vực luôn. Tuy nhiên mà các bạn nhớ, mình phải cởi mở ra, cởi mở với những cơ hội mới, cỡ mở ra với những cái mối quan hệ xung quanh. Bởi vì khi mình muốn đạt được điều gì đó, mình phải có kế hoạch, mục tiêu, mình nhận thức rõ cái cơ hội đó đến với mình. Từ đó mình nắm bắt, mình vượt ra khỏi vùng an toàn của mình. Thì tất cả mọi thứ bắt đầu sự thay đổi của các bạn, bắt đầu chính từ cái sự suy nghĩ của các bạn, thì các bạn mới có thể thực hiện được. Thì ở đây cho thấy tương lai cũng không phải là giàu có gì, nhưng mà ít nhất bạn có sự thay đổi, bạn biết lên kế hoạch cho chính tương lai của mình. Và ở đây có dấu hiệu hình như lúc trước á, bạn sống là dưới quyền kiểm soát người khác. Bạn sống vào cái cảm xúc của người ta, bị nô lệ cảm xúc của ta, làm nạn nhân rất là nhiều. Nhưng mà trong tương lai cho thấy bạn sẽ trở lên người biết nắm quyền kiểm soát và có thế mạnh đối với chính con người của bản thân mình. Cái việc này giống như bạn sẽ có tầm nhìn hơn, đứng vững trên đôi chân của mình, chứ không phải dựa dẫm vào bất cứ vào ai nữa. Thật ra đây là một cái hành trình các bạn đi tìm kiếm chính bản thân của mình. Có thể là các bạn sẽ rời xa quê hương nha, có dấu hiệu các bạn sẽ không sống ở địa phương mình, ở sống ở nước ngoài hay là các bạn ở địa phương khác mình không biết. Nhưng mà có một dấu hiệu rất tuyệt vời, bởi vì đây là cái lúc bạn phải chịu thoát ra cái vùng an toàn của mình đối với thế giới nhiều hơn. Sẽ có những vùng đất mới, những người bạn mới, những mối quan hệ mới bạn sẽ gặp ở trong tương lai. Và thật sự trong tương lai bạn sẽ có một cái giai đoạn chuyển tiếp, bởi vì bạn vẫn còn đang tổn thương, bạn vẫn còn đang sống trong cái vùng an toàn của chính mình. Do đó nếu bạn phải đảm bảo mình có nền tảng vững chắc đã, thì chắc chắn sẽ có mối quan hệ xuất hiện cho các bạn. Cả hai sẽ biết đặt mục tiêu với tư cách là những cặp đôi cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu, cùng giá trị ngang bằng nhau, không ai lệ thuộc ai hết.
ở đây cho thấy cái việc này bạn có thể tìm người yêu không phải ở địa phương mình, một người yêu là Việt Kiều ở nước ngoài hay là người địa phương khác, chứ bạn sẽ không xây dựng tình yêu với cái người ngay tại địa phương. Do đó, hãy khơi dậy tình yêu của mình, hãy mở lòng mình ra với tất cả những chân trời mới trong tình cảm, trong sự nghiệp, cũng như là mở rộng quan điểm của mình. Tất cả mọi thứ đang chờ bạn trải nghiệm trong mọi khía cạnh ở cuộc sống trong tương lai. Và như mình đã nói, tất cả những lá bài bầu gậy tượng trưng sự hành động, và các bạn sẽ phải thấy hành động từ cái niềm cảm hứng của chính mình. Bởi vì bạn không hành động thì bạn sẽ không có tương lai như nãy giờ mình nói. Lá bài này cho thấy các bạn sống xa nhà, sống ở nước ngoài dữ lắm đó nha. Có thể các bạn sẽ đi hợp tác lao động, hãy lấy chồng, lấy vợ, Việt Kiều không chừng đó nha. Chắc qua Mỹ chắc gặp cư bì nha mọi người. Ở đây cho thấy được là các bạn sẽ có cái gì đó rất là nhiều luôn, mà khác hẳn bằng hồi xưa giờ, ở trong tương lai luôn. Tuy nhiên các bạn muốn có tình yêu là các bạn bớt cái sự nghi ngờ của mình lại. Bạn nghi ngờ về tất cả những mối quan hệ luôn. Bạn đừng có quá háo hức mong chờ. Bởi vì khi một mối quan hệ đó mình háo hức quá khiến cho mình bị kỳ vọng mong muốn, mà càng kỳ vọng mong muốn là càng đau khổ. Do đó cần thả lỏng bản thân, yêu quý những gì ở hiện tại của mình, tìm thấy mục tiêu trong cuộc sống là điều bạn cần nên làm. Và kế tiếp, mình xin thêm một cái thông điệp tình yêu, xem vấn đề tình yêu của các bạn gặp trong tương lai là gì. Và mình sẽ lấy một cái bộ bài tình yêu để mình kết nối năng lượng ha. Và thông điệp của vũ trụ gửi cho bạn là gì? Đó chính là các bạn phải yêu thương bản thân mình trước. Trời ơi, năng lượng đúng quá. Bởi vì năng lượng này cần các bạn phải quay bên trong, đặt ra mục tiêu cho mình, đặt ra hướng đi cho mình. Từ đó bạn mới kết nối được với những người khác. Bởi vì khi bạn xây dựng lòng tự trọng của mình, sẽ khiến bạn hấp dẫn hơn về mặt tình cảm. Bởi vì lòng tự trọng chính là dấu hiệu của sự tự tin, chính trực và chân thật. Do đó bạn nên tôn trọng bản thân của mình nhiều hơn. Từ đó có khả năng người khác sẽ tôn trọng bạn. Bạn biết là mình phải truyền đạt cái nhu cầu và ranh giới của mình ra như thế nào để bạn bảo vệ cái giá trị của chính bạn. Bởi những cái phẩm chất này sẽ hấp dẫn những đối tác tiềm năng bước vào trong một cái mối quan hệ lành mạnh với bạn. Và chính cái lòng yêu bản thân mình, lòng tự trọng này sẽ giúp cho bạn giao tiếp thật sự hiệu quả trong tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống. Đây là cái chìa khóa giải quyết mọi xung đột khi bạn biết bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách tích cực nhất. Và bạn sẽ tự tin khi biết chia sẻ ý kiến và cảm xúc của mình đối với những đối phương mà bạn gặp trong mối quan hệ. Bạn nên hãy yêu thương bản thân mình, hãy biết lòng tự trọng của mình, tôn trọng bản thân là các điều bạn cần phải nên làm. Chính cái điều này sẽ là điều tăng sự hạnh phúc ở bạn. Và kế tiếp, phiên bản của bạn ở tương lai sẽ gửi gì đến bạn? Một phiên bản tương lai gửi đến phiên bản hiện tại, đó chính là câu nói. Trời ơi, lại thêm một thông điệp nó vô cùng hợp với trải bài các bạn luôn. Bởi vì ở đây hình như các bạn đang bị tự ti bản thân của mình. Do đó thông điệp cho thấy là bạn bị mắc kẹt trong tầm nhìn của những người xung quanh. Tức là sao? Tức là bạn cứ nhìn những cái điều gì đó bị mờ mắt bởi những cái quan điểm, bởi những cái chấp kiến của xã hội. Bạn bị ảnh hưởng đến tất cả những gì bạn đang diễn ra. Bản thân các bạn bị hun hút mạnh mẽ về mặt cảm xúc của ai, rồi bạn bị dính mắc vào người đó. Cái việc này khiến ảnh hưởng đến nhận thức của bạn rất là nhiều luôn. Do đó mình đừng có để cho đám đông nó dẫn mình đi. Mình phải biết mình cần gì, muốn gì các bạn. Ở đây thông điệp của người tương lai muốn các bạn hãy buông bỏ cái việc này ra đi. Bởi vì chúng ta không thể nào mắc kẹt trong cảm xúc đối với người khác nữa. Đâu phải mình sống theo người ta là mình hay đâu các bạn. Mình phải biết mình là ai chứ, bản thân mình có giá trị của người mình. Cái trải bài này nó muốn các bạn phải phát triển bản thân của mình, có tầm nhìn, có mục tiêu, biết giá trị mình ở đâu. Chứ bản thân bạn không biết giá trị mình ở đâu thì làm sao mình có thể phát triển được. Ở đây cho thấy bạn nên tìm cái tôi từ chính bên trong của mình đó, chứ không phải là từ những người khác, từ không phải từ tình yêu của người ta, cũng không phải từ cha mẹ, gia đình, mà chính bản thân bạn cần gì mà muốn gì. Đó chính là cái nhận thức nên nhìn rõ nhất ở thực tế này. Bởi vì bạn là có giá trị của bạn, bạn thực sự xứng đáng với những điều hạnh phúc khi bạn chính là bạn. Đây là tất cả những gì trải bài mình muốn gửi với các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.